Một MV được đầu tư và dàn dựng cực kỳ công phu của nhóm nhạc gồm 5 anh chàng có số lượng fans vô cùng hùng hậu 36 năm. Nếu bạn đã say mê phong cách vô cùng cool của họ trong MV âm nhạc Trong Tôi thì không có lý gì bạn lại bỏ lỡ bật mí hiệu trường ngày hôm nay để xem trong 3 ngày quay MV này các chàng trai của chúng ta làm việc như thế nào. Thu âm, tập vũ đạo, dậy từ 2 giờ sáng hay vừa quay MV vừa chạy đua với mặt trời. Tất cả sẽ có trong bật mí hiệu trường VMVC ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì 365 đang có mặt tại phòng thu âm và đang thu âm bài Music in Me. Đây là anh Eddie. Chào các bạn. Anh Eddie sẽ thu âm cho 365 để chuẩn bị cho một cái MV sắp tới là Music in Me. Bây giờ chúng ta cùng nhau thu âm nha. Đầu tiên là anh sẽ hát câu đầu tiên, tại vì cái phần này cần nó sôi động. Bài hát Music in Me này được viết vào một năm trước. Eddie viết được bài này trong một đêm thôi. Ngay tại cái tựa bài hát Music in Me, âm nhạc Chúng Tôi, thì nó cũng cho mọi người thấy là đây là một bài hát về âm nhạc. Và 365 mong muốn là thông qua bài hát này sẽ đem đến cho mọi người một cái nhìn rất là mới về âm nhạc. Trong quá trình thu thì Isaac phải những cái câu cú hay là gì đó, Isaac lại nói thêm vào những câu tiếng Anh để cho gọi là nó truyền tải nhiều thông điệp hơn. Rồi Johnny những cái thành phần, những cái yếu tố như vậy giúp cho cái bài hát nó đầy hơn, nó hoàn thiện hơn. Isaac có viết một số phần lời nhỏ trong bài hát đó, nhưng mà không phải là lời hát mà là lời đọc. Lời này mình nói thì thầm nữa. Nói kiểu như là nói tiếng Anh như là kêu gọi mọi người mình đi theo tôi. Anh muốn nên đi lên. Mình sẽ đi lên từ từ, nhưng mà cứ như mình sẽ mời, cũng như là kêu gọi mọi người đi theo. Nói tiếng Việt hả? Nói tiếng Việt hả? Không biết, chắc nói tiếng Anh thử. Lúc đầu thì thu cái đoạn đó cũng rất là hơi ngại, bởi vì nó có vẻ như là phải tỏ ra một cái gì đó quyến rũ thì cũng nó hơi bị sượng một chút. Nhưng mà SD chỉ cách cũng như là cho Isaac một số lời khuyên, thì khi thu cái đoạn đó xong, khi nghe lại thì cảm thấy lạ tai và nó có gì đó nó cũng rất là thu hút. Về phần rap á, thì Johnny và SD cũng phải ngồi để viết. Johnny viết rất là nhiều verse khác nhau, thì SD mới kêu gạch bỏ để viết lại cái khác, tại vì Eddie chưa có hài lòng về cái phần verse mà Johnny viết, cho nên là về cái bài nhạc Music in Me là cũng phải mất mấy ngày liền thì Johnny mới viết xong bài hát đó. Có anh đi có vui thêm vô về, let me hear you say yeah because we hot in here. Hả? Mấy bài dính tay gì không được. Cái bài Music in Me thì nó mang một cái chất nó mạnh hơn rất nhiều so với những bài hát trước, và nó thể hiện được tất cả những cá tính của từng thành viên trong nhóm cũng như là cái thể loại âm nhạc mà nhóm đang chinh phục. Vậy nhìn vô bảng nè. Anh nói em không có nghe. Tương lai dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tinh khôi, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Hey, em hát nào mình cùng dance thôi, rồi anh sẽ cắt ra. Em hát nào mình cùng dance thôi. Em cần hát một vũ dance đúng không? Ừ. Bây giờ chúng ta đã kết thúc hiện trường vụ án thu âm, cho nên chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha. Xin chào mọi người. Ôi vui. Ôi vui vậy là. 365 vừa hoàn thành xong bài hát Music in Me với SD Trần. Bye bye. Chị vẫn bất ngờ nói với Johnny là dựng cái bài đó thật kỹ để quay MV, thì Johnny mới lao vào để mà suy nghĩ những cái động tác nào cho nhìn nó cho dễ thương, hoặc là nhìn có thể mọi người có thể nhìn thấy và có thể nhảy được theo 365 chẳng hạn. Thì Johnny phải suy nghĩ cũng khoảng mất 4 ngày liền hoặc là cũng một tuần để chỉ mọi người. Có một số đoạn nhấn, ví dụ như là hay là Now mình cùng dance, thì khi dựng cái bộ đạo bài hát này thì mọi người rất muốn sẽ lồng vào những cái đoạn nhấn đó, một số cái động tác nào đó nó đơn giản và nó match, nó phải nói là nó ăn với cái đoạn nhạc đó. Jun là người mà nhảy chậm nhất trong nhóm, nên khi mà cái deadline của cái Music in Me này là chỉ có
tập tuần thôi. Thì Jun cùng với các bạn phải tập ngày tập đêm. Cực nhất là cái đoạn break ở giữa bài thì đoạn đó rất là cực. Tại vì năm thành viên phải tập làm sao cho đều dán với nhau, rồi đúng nhịp và đúng beat thì nó rất là khó. Tại vì để mà nhảy những cái đoạn bình thường lúc đầu thì rất là dễ, nhưng mà cái đoạn đó thì chỉ tập trung là không hát. Khi mà chúng ta hát và chúng ta nhảy thì chúng ta có thể sai một chút thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà đây chỉ là tập trung nhảy thôi, không có hát thì chúng ta chỉ focus vào phần nhảy thì không chấp nhận được cái việc là nhảy sai nữa. Vân và 365 đã đi lựa quần áo từ sáng sớm và kết hợp với anh stylist đó là Kiệt Kira để giúp cho 365 có những cái bộ quần áo thật đẹp khi xuất hiện trên Music In Me. Thực ra thì Isaac là một người rất là đơn giản, và cái hình tượng của Isaac thì nó đã gắn liền với những gì nó thật đơn giản thì càng tốt. Cho nên rất là thích những cái trang phục nào mang đậm chất hip hop một chút, nón hoặc là mắt kính, thì đó là một cái style rất là riêng biệt, và từ trước tới nay thì ST luôn luôn xuất hiện như vậy. Jun là style là family boy, nên những cái màu sắc cũng như là những chất liệu và cái style mà chị Vân chọn cho Jun cũng giống như là bản thân Jun tự chọn cho chính bản thân mình thì phải đơn giản. Cái này thì đồ vest thì có lẽ hơi màu mè một chút, có màu hồng, màu đỏ, nhìn nó hơi chói cho ngày nắng. Phân cảnh đó là tụi mình quay trên phần thân một cái xe tải, thì cái gam màu của chủ đạo của xe là màu đỏ, thì tụi mình quyết định là chọn cái tông màu trầm để đối lập với cái thân xe để có thể là nhóm theo một cái dạng như một cái gu. Thì các bạn có thể thấy là từng bạn những đặc điểm khác nhau để chúng có thể nhận ra những cái cá tính trong các thành viên của nhóm. Hiện giờ 365 sẽ đi qua một địa điểm khác để chọn phụ kiện cũng như là một số quần áo cho những phân cảnh tiếp theo. Người đi theo 365 nhé. Chị chung.